Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Thì công ty mình là chuyên nhận thiết kế thi công các cái sản phẩm nhôm đúc tại Đà Nẵng. Nếu mà quý vị mà có cái nhu cầu làm về cổng nhôm đúc hay là lan can nhôm đúc hay là hàng rào nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo cái số điện thoại là 0946 266 860. Thì công ty chúng tôi sẽ lên thiết kế những cái sản phẩm nhôm đúc cho quý vị và các bạn phù hợp nhất và có cái chất lượng là hoàn hảo cũng như là cái giá thành hợp lý. Xin chào quý vị và các bạn.